phiền ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt tự tình lúc không giờ. Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nỗi ám ảnh, và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết. Vô. Ừ. Thật ra mà nói nghe, trước giờ chị nhìn thấy sự cứng cỏi của em, tại vì có một lần năm em 19 tuổi, 20 tuổi em làm một cái họp báo. Thì chị là người của một tờ báo đó, chị còn làm trong tờ báo đó. Chị đến phỏng vấn em. Cô ấy không như cái kiểu là dạ em cũng không có biết em thích gì. Không phải đâu nha, rất là cứng. Chị còn nhớ tư thế em ngồi như kiểu là đối với vấn đề này thì em xin phân tích là em rất là cứng cỏi. Thậm chí người ta nói là Văn Mai Hương đã trưởng thành qua nhiều năm. Chị nghĩ cô ấy chưa bao giờ trưởng thành, bởi vì cô ấy luôn luôn là một người lớn, một người vô cùng chín chắn. Và cô ấy chỉ trẻ trung hơn thôi, chứ không thể nói cô bé năm xưa trưởng thành được. Và em có nghĩ là đó là một cái món quà không? Vì mình rất là chín chắn trong suy nghĩ từ trẻ rồi. Em nghĩ nó đúng chính xác như chị nói, nó là một món quà nếu mà dùng để dùng từ nhẹ nhàng. Nó là như vậy. Tại vì mọi người thường nói là mình phải gồng mình lên để tự bảo vệ bản thân hay là này kia, nhưng em nghĩ nó là một cái bản năng của em. Mà có một câu hỏi chị cũng thắc mắc, muốn hỏi em nữa là thí dụ nha, với một người mạnh mẽ như em, tính cách như vậy, chắc là em toàn bảo bọc bạn trai thôi. Thật ra thì có ai muốn làm việc đấy đâu chị. Mình là phụ nữ mà, mình cũng muốn là được bạn trai bảo vệ. Nhưng mà lúc đầu thường thường những cái ca mà em quen cũng lại rất là khó cơ. Chẳng hạn như là những cái bạn em quen thì lúc đầu kiểu cảm thấy rất là mạnh mẽ, hiểu không? Nhưng mà sâu thẳm bên trong thì thường là những người mà rất là thiếu thốn tình cảm gia đình này. Ở xa nhà, hoặc là những cái người mà người họ rất là có chiều sâu, nên là ở bên cạnh mình họ cứ như là những đứa trẻ con ấy chị ạ. Anh buồn quá. Trời ơi, buồn quá rồi. Okay, nhiều khi em cũng cảm thấy là kiểu giống như mình khóc thì nó là chuyện quá bình thường rồi đi. Nhưng mà kiểu người yêu mình khóc mà xong mình gặp chứng kiến rất là nhiều những cái ca như vậy rồi. Thôi cũng quen rồi chị ạ. Theo dõi Hương một hành trình rất là dài, và chị cũng thấy đúng. Hình như là gu người yêu của cô ấy thường là những người ở ngoài rất lạnh lùng, nhưng bên trong thì là dễ bị tổn thương. Mà có lẽ là bởi vì cái cấu hình của em nè, xong rồi cái tính cách em thể hiện ra năng lượng của em làm có cảm giác yên tâm. Chị ở đây. Em chính là người đàn ông của cô đối anh. Không ai ăn hiếp anh được hết á. Em ở đây có gì nói em nghe, em xử lý được hết. Đó là thiệt thòi hay là một cái món quà, tại mình cũng chả cần dựa dẫm ai. Em cũng chẳng biết được. Tại vì thật ra bản chất con người thì khó thay đổi lắm. Tại vì em cũng rất là nhiều lần muốn thay đổi bản thân mình để mà mình có thể kiểu giống như nữ tính hơn, mình con gái hơn, và mình sao ta, mình yếu đuối hơn, để mà mình được dựa dẫm cái người đàn ông bên cạnh mình. Nhưng mà cứ gặp một cái chuyện gì đấy xảy ra thì tự nhiên em lại cứ muốn là tự nhiên trở thành một cái người mạnh mẽ. Đôi khi em cảm thấy cái điều này nó rất là thiệt thòi cho cá nhân em. Nhưng em không biết là đối với suy nghĩ của những cái người đàn ông mà bên cạnh mình thì họ sẽ thấy thế nào. Chị cũng không phải là đàn ông, chị không biết, nhưng chị tin chắc là nếu chị tìm đến một cái thứ gì, có nghĩa là chị thiếu thứ đó. Hôm nay chị đói bụng chị mới ăn cơm, chứ ăn no đi ăn cơm làm gì. Thì phải thiếu một cái cảm giác mạnh mẽ, cảm giác an tâm, cảm giác an toàn, thì chị mới đi tìm một người an toàn. Thì có thể em với cái nguồn năng lượng đó phù hợp. Nên trong này có một lá thư, nó rất là gần với những câu chuyện mà em đã trải qua, giống em, nhưng mà ở một cái vai trò sẽ nữ tính hơn. Vậy nếu mà em được phân thân thành phiên bản nam tính hơn, em sẽ cố gắng. Em sẽ nói gì với bạn nha. Em chào chị ạ. Em không biết mình có đủ may mắn để được chị đọc bức thư này của em hay không. Em cảm thấy cô đơn khi không thể chia sẻ chuyện này với ai, vì em không muốn bạn bè của mình có suy nghĩ tiêu cực về người bạn trai của em. Nên em chỉ biết tâm sự ở đây. Nếu em may mắn thì được đọc, còn nếu không thì xem như em cũng đã nói ra để bản thân em thấy nhẹ hơn. Em và anh ấy quen nhau được 4 năm. Hai đứa yêu xa tận 15.000 cây số, và mỗi năm chỉ gặp nhau một tháng. 15.000 cây là ở đâu ta? Xa, 15.000 cây chắc xa hơn đâu Nam Á không? Em nghĩ xa hơn chứ. Tại vì Hà Nội với lại Sài Gòn em nghĩ chắc là châu Âu 7 à? Châu Âu, chắc là châu Âu rồi. 8-9 tiếng.
Anh ấy rất thương em và là một người biết chăm sóc, chu đáo. Cũng đã một năm rồi cả hai không gặp vì dịch bệnh. Và anh ấy nói với em là cả hai sẽ cùng cố gắng để năm tới anh về. Lần sau anh về tụi mình sẽ đính hôn. Nhưng sau lần gặp đấy em cảm nhận tình cảm của anh bắt đầu thay đổi qua những lần video call. Anh không còn dành thời gian cho em như trước. Anh bắt đầu có nhiều bạn bè và những cuộc đi chơi hơn. Những lần gây gỗ em đau như nghẹn nhưng anh ấy vẫn có thể bấm loa nhỏ và ngủ một cách ngon lành ở đầu dây bên kia. Mặc kệ em có đau lòng khóc nhiều ra sao, khi em nói ra những cảm giác hay tâm sự của em, mặc định anh ấy sẽ cho là em hay trách móc và không bao giờ đọc cái tin nhắn đó. Em luôn cảm thấy đối với anh, em là người đứng sau gia đình, bạn bè và công việc của anh. Anh ấy có sở thích im lặng, anh ấy có thể biến mất không một lời nào trong một vài tuần, thậm chí là một tháng, mặc kệ em ra sao. Rồi cuộc sống của anh như chưa có gì xảy ra hết, để em lại cùng với suy nghĩ rối như tơ rằng anh liệu có muốn tiếp tục nữa hay không. Tại sao lại có thể để em một mình? Những lúc em cần, ảnh cũng chưa bao giờ xuất hiện. Người ta hay nói sự im lặng thường giết chết tình yêu. Cũng có người nói im lặng để ra đi là một cách hay làm bớt tổn thương đối phương. Chị nghĩ thế nào về vấn đề này ạ? Rồi, một câu chuyện hết sức riêng tư nhưng vô cùng phổ quát. Là tất cả chúng ta đều đối diện ít nhất một lần. Dạ, đúng rồi. Em không thích cái chuyện im lặng đâu. Thật, dù nó không phải là một lời giải thích, dù nó không phải là một lời nói thật, dù nó chỉ là một lời nói dối thôi, cũng nên nói với nhau một lời. Tại vì người con gái đôi khi họ sẽ tổn thương rất nhiều bởi vì cái sự im lặng đấy. Anh hết yêu em rồi, hoặc là bây giờ anh có người yêu mới rồi, hoặc là từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ yêu em đâu, có thể nói như thế luôn cũng được. Thì em cũng thấy ok, thì thôi mình làm bạn. Thì chúng ta là một cái team, là cái team sợ sự im lặng mà. Vâng. Nhưng mà thề với em luôn, tất cả những chuyện tình chị đã đi qua mà không suôn sẻ đều im lặng. Đều im lặng. Từ yêu xa, yêu gần hay là phản bội hay nói dối gì cũng được im lặng. Vượt qua được. Nó sẽ rất khó khăn để chị có thể vượt qua. Chị phải đi tìm cái bằng chứng chứ. Có nghĩa là chị là cái người sẽ nhường, chị sẽ luôn như bạn nữ này nè. Tôi biết chắc là có chuyện đó xảy ra trong mối quan hệ này rồi mới im lặng. Nhưng tôi chỉ kìm câu trả lời. Nhưng mà cái câu trả lời không có. Người ta để cho mình tự đoán, vậy thì mình cũng im luôn. Và mình im luôn là mình tự dứt rồi. Ví dụ lúc đó Hương sẽ thấy người ta im lặng 3 ngày thì Hương làm gì? Em im luôn. Chị biết sao không? Đàn ông họ rất thích im lặng. Và đàn ông họ sẽ rất thích cái chuyện là họ sẽ không bao giờ muốn nói ra cái câu chia tay hết. Đấy, mình chơi ác hả? Họ luôn muốn người phụ nữ cảm thấy khó chịu và phải nói là tôi và anh chia tay đi. Họ làm những cái mà trước giờ khi quen nhau họ không bao giờ làm điều đấy hết. Cho nên là em mà ngửi mùi mà thấy có gợn gợn mà thấy là cảm thấy cái tình cảm nó có thể thay đổi và họ đang dùng mọi cách để khiến mình phải nói câu chia tay trước, thì em sẽ lật bài ngửa luôn. Anh muốn gì? Thì đó cũng là cách của chị làm đó. Anh có muốn tiếp tục câu chuyện đấy không? Nếu mà anh cảm thấy chúng ta còn vui vẻ thì tiếp tục, còn nếu không thì thôi. Bởi vì quen nhau thì phải vui vẻ, chứ nếu mà mình không vui vẻ thì thôi, coi như là tiễn vong. Ừ, mà sao ấy nhỉ? Tại sao họ lại cứ phải nhường cái vai mà chủ động cho mình, rồi mình sẽ là cái người mà khi sau này họ nói chuyện với bạn bè hỏi tại sao chuyện này kết thúc vậy, mày ngoại tình đúng không? Anh ấy nói không, nhỏ bỏ tao trước. Người đàn ông họ luôn muốn làm người cao thượng. Họ vừa không muốn cắt đứt cái mối quan hệ đấy, mà họ vừa muốn tiến đến với một cái mối quan hệ mới chẳng hạn, hoặc họ đã chán chúng ta lắm rồi. Dạ. Thì họ luôn muốn là cao thượng, thôi em nói trước đi. Mà đúng là như vậy ha. Bây giờ em nói chị mới nhớ nha, 100% những cái mối tình mà im lặng đó xong rồi mất là đang có người khác. Luôn là như vậy. Và họ sẽ luôn luôn có một câu là bây giờ anh cũng chẳng biết là anh đang muốn gì nữa. Đúng không? Hoặc là em hãy tin anh, hãy cho anh thêm thời gian để suy nghĩ. Anh cần thời gian. Cố gắng fix cái chuyện này. Đúng. Thật ra chị nghĩ là họ không có muốn cố tình tổn thương mình đâu, chỉ là họ không muốn là cái vai ác trong cái câu chuyện này thôi. Hoặc là nếu như em ở trong tình huống của cái người đàn ông đó, em sẽ nói luôn là thứ nhất là bây giờ em cảm thấy tình cảm của mình nó không như trước nữa, và chúng ta phải có một cái cách nào đấy để mà yêu nhau theo một cách khác. Hoặc em và anh cùng phải nhìn nhận lại cái câu chuyện nó đang có vấn đề gì và chúng ta cùng tháo gỡ vấn đề đấy. Còn nếu mình cảm thấy mà mình không thể nữa thì thôi em với anh chia tay. Chị đoán em là người chia tay trước hết, chủ động nhiều nhất trong tất cả những mối quan hệ đã qua, nhiều hơn chứ không phải là tất cả. Cũng có thể nói là như thế. Tại vì thật ra đôi khi không phải là mình muốn là cái người mà chấm dứt để gây tổn thương cho họ đâu, nhưng mà em nghĩ là đến một cái lúc nào đấy khi mà câu chuyện của chúng ta đã không còn cách giải quyết nữa rồi thì em nghĩ nên có một người nói lời chấm dứt thay vì cả hai cùng im lặng. Nhưng mà phụ nữ mình nó bị chấp niệm bởi một cái điều là có ai nào ảnh có nỗi khổ không nên ảnh im lặng. Bây giờ mình chia tay mình bỏ ông ta, sau đó mấy năm sau mình gặp lại anh ấy, thời gian đó anh bị bệnh ung thư, anh không có gặp em để anh chữa trị căn bệnh đó, anh bị hết tiền nên anh cố gắng lập nghiệp để sau này cưới em,
nhưng mà em đã bỏ rơi anh lúc đó, em không xứng với anh. Thế thôi, thế thì em nghĩ là cái người đàn ông đấy cũng hơi drama quá. Mình cũng không nên tiếp tục cái câu chuyện đấy. Em là người rất là quyết liệt. Yep. Tức là khi mà em yêu, em sẽ rất là yêu. Em yêu đập đầu vào tường, em có thể yêu bằng coi như 200% sinh mệnh của em luôn. Và em yêu như lần đầu tiên em được yêu. Nhưng khi mà em đã cảm thấy câu chuyện không đi về đâu và em có thể kết thúc được thì một nốt nhạc. Trong lá thư này bạn vẫn còn rất dằn vặt. Yêu lắm đấy. Dạ. Hãy tưởng tượng năm mình 19-20 tuổi mình không có nói được gì đâu. Mình sẽ không có khẳng khái được như kiểu ôi bỏ đây là 19-20 hả chị? Chị đoán là cũng tầm đó. Tại vì không hoặc không thì cũng là 20-25. Chị biết không? Thật ra nói về chuyện yêu xa em chả có tư cách gì để khuyên mọi người. Sao vậy? Tại vì rõ ràng từ kinh nghiệm này nó sẽ dẫn đến một cái kinh nghiệm khác và những loại trải nghiệm khác, chứ không thể nào nói là tôi đã từng yêu xa và tôi có thể có lời khuyên dành cho mọi người này kia. Bởi vì em cảm thấy là em là một người yêu xa rất fail nên là em sẽ không đưa ra lời khuyên gì hết. Chẳng hạn như trước đây, thời điểm mà lúc mà em còn rất là trẻ, năm mà em 20-21 tuổi, em cũng đã từng yêu xa. Nhưng mà cái lúc đấy yêu xa nó lại là cái cảm giác mà ngày nào cũng phải FaceTime với nhau, đi ngủ cũng phải bật FaceTime với nhau, rồi nói chung là nó là một cái cảm giác rất là mãnh liệt khi mà gặp nhau. Rồi người yêu lại còn hay trốn học về nữa chứ, cứ cuối tuần là trốn học về với em. Ừ, nhưng mà nó sẽ đến một cái giai đoạn mà tự nhiên cái người đó họ cũng sẵn sàng tuổi mình, họ cũng ham vui, họ cũng sẽ có rất là nhiều những người bạn, rồi sẽ đi chơi, rồi sẽ gặp người này người kia, rồi tự nhiên mình cảm thấy cái mối quan hệ nó không an toàn. Rồi xong đến một cái khoảng thời gian khác, nó lại là cái lúc mà mình chững chạc thực sự rồi, mình trưởng thành rồi, thì khi mà mình yêu xa cái người đó, họ không có nhu cầu đi chơi xã giao hay là đi kết bạn ở bên ngoài, họ chỉ thích ở nhà với người yêu thôi. Thì em lúc nào cũng bảo là thôi anh phải ra ngoài, anh gặp bạn bè, anh phải có những người bạn, anh phải xã giao, rồi anh phải đi chơi nữa, chứ không phải lúc nào anh cũng về nhà nói chuyện điện thoại với em. Tự em cũng sẽ cảm thấy mỗi một ngày những cái câu chuyện nó sẽ ít dần đi và chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa cả. Dạ. Nhưng mà cứ mỗi lần yêu mới là mình lại có một cái lần ngu mới. Dạ. Cũng là nó khôn hết. Chả ai có kinh nghiệm gì đâu. Không ai có kinh nghiệm đâu chị ơi. Thời gian sẽ bắt đầu cho bạn vài bài học từ từ rồi bạn nhận ra thêm. Từ kinh nghiệm này nó sẽ dẫn đến rất nhiều những loại kinh nghiệm khác. Nhưng mà với bạn này nè, chưa có vượt qua đâu. Mình sẽ nói gì với câu chuyện này để bạn đỡ tổn thương hơn. Bớt ngày nào cũng ngồi trước cái máy tính, đợi một cái chấm xanh nổi lên. Hạnh phúc. Anh ơi, anh ngủ chưa? Em nhớ anh. Im lặng. Xin. Sau đó, hôm sau vừa mới online thấy mình tắt liền. Ôi, mình là người yêu á. Em nghĩ đối với câu chuyện này thật ra nó cũng đã quá rõ ràng. Tại vì nếu mà chị yêu thương một người nào đấy thì chị sẽ không dùng cách cư xử đấy với cái người phụ nữ của mình đâu. Nếu em là một người đàn ông đi, em vẫn còn thương cái người phụ nữ đấy, không thể nào mà quá bận như thế được. Chỉ có là tôi không muốn thôi. Chứ còn một khi mà muốn thì có là vài giây thì chị cũng sẽ cố gắng để nhắn cho cái người mình yêu. Bạn, nếu em là bạn nhá, em sẽ sử dụng cách em sẽ cũng sẽ im luôn. Nhưng mà em sẽ chăm sóc bản thân em đẹp hơn. Đến khi người ta về người ta thèm kệ. Đúng không? Không biết không, chị nhớ là cái lần mà chị sửa nhà gần đây nhất mà hai vợ chồng chị chuẩn bị xây tổ ấm á, cãi nhau khủng khiếp. Xong rồi hai người rất là đau đớn trong cái chuyện đó, là mình đã lỡ xét kèo rồi, nhưng mà mình lại không có thoải mái trong mối tình của mình đi. Thì bỗng nhiên người đó khóc. Người đó nói là anh không biết là cái cách diễn đạt như thế nào, nhưng mà tại sao anh những gì anh nói cho em đều cảm nhận là anh không thương em vậy. Anh bị sai cái chỗ nào? Thì mình bây giờ mình ngồi lại mới phát hiện là một người thương mình hoặc muốn có cái gì dài hơn với mình, họ luôn tìm cách để kết nối lại, để chứng minh lại, để xác nhận lại là mình sai rồi. Anh luôn quan tâm chỉ là cách diễn đạt anh không có đúng. Đúng. Chứ không phải là luôn tìm cách cho mình hiểu là mình chả đáng được quan tâm. Đúng, đúng. Dạ. Yeah. Em thấy chắc chắn là như thế đấy. Tại vì là hai cái người mà họ thực sự yêu nhau, họ sẽ không bao giờ muốn để cho cái câu chuyện mà họ cãi nhau quá một cái khoảng thời gian quá lâu. Đúng. Trong cả hai cùng im lặng. Im lặng như vậy là giết chết luôn cái mối quan hệ đấy luôn rồi. Không phải để hiểu đúng không? Đúng rồi, không phải để hiểu. Tự nhiên tại sao để hiểu mà tự nhiên một mình cái cô gái đấy cứ phải ngồi để tự tìm hiểu cái câu chuyện này, trong khi người đàn ông, tôi đi đá bóng, tôi đi tập gym, tôi đi gặp bạn bè, tôi đi nhậu. Người đàn ông hoàn toàn họ không dùng cái thời gian đấy để hiểu cái câu chuyện này. Và họ không tìm giải pháp để hiểu được cái vấn đề trong cái câu chuyện này nó đang bị stuck cái gì. Mà họ dành cái thời gian để cho bản thân họ. Thì tại sao cái người phụ nữ mình không dành thời gian cho bản thân mình? Thí dụ nếu như em á, em cãi nhà em đập đồ đi. Em mất bao nhiêu thời gian để nguôi giận lại nếu mà không thấy mặt người đó? Ôi chị Trinh, em không bao giờ đập đồ. Chị Trinh em là một người vô cùng tỉnh táo và thông minh. Rồi em biết là em đã... em quạo thôi, em quạo điên lên. Ôi... được. Em tức máy ngang đi.
em mà tức hay là em mà tức hay gì đấy thì ngày xưa nhá, khi mà em tức em sẽ làm loạn lên, hoặc sẽ chẳng hạn ở bên nhà bạn trai vài hôm thì hai mình hay mang đồ sang, sẽ gói ghém hết tất cả đồ đi về kiểu thế. Nhưng mà bây giờ người lớn rồi mà kiểu cãi nhau rồi em im, ông muốn làm gì làm. Tại vì chị thấy đúng là chị phải survey, có nghĩa là tham khảo ý kiến của vài cô gái xem là cái thời gian của ngu giận là bao nhiêu, sau đó là đối chiếu với các anh xem cái thời gian dù hai người cảm thấy chán nhau quá bỏ nhau tên hơi rồi, nhưng mà nhiều người chỉ cần cho họ đúng 5 phút thôi họ thấy họ sai. Nhưng mà chị Trinh có biết không, theo một nghiên cứu nhá, thì người phụ nữ sẽ là người suy nghĩ trước khi quyết định, còn người đàn ông sẽ là người quyết định trước khi suy nghĩ. Người phụ nữ họ sẽ có một cái thời gian mà suy nghĩ rất là lâu trước khi họ quyết định nói ra cái câu chia tay, và khi họ nói xong người đàn ông sẽ ok ngay lập tức, ok em chia tay. Nhưng mà chị có để ý là khi người phụ nữ họ đã có thể nói được ra cái câu chia tay đấy thì họ có thể move on được nhanh hơn, không bao giờ quay xe đúng không? Đúng, không bao giờ quay xe. Còn người đàn ông sau khi họ quyết định xong rồi và họ cảm thấy chết rồi, tôi đang sai rồi, tôi có nên xin quay lại với người phụ nữ đấy không? Vậy tóm lại thật sự thì không phải là yêu xa yêu gần, không phải là 15.000 km hay là cách đây một quận, nên vấn đề ở đây chính xác đó là sự im lặng chứ không phải yêu xa yêu gần. Chung là em ghét im lặng lắm. Nên bạn ơi, sau những gì mà Trinh với Hương ngồi nói chuyện với nhau rất là phím luận vui vui vậy thôi, nhưng Trinh tin là bạn đã bắt đầu hiểu dần ra được vị trí của mình thật sự. Nó nằm ở trên hay nó nằm ngang ở đây theo mình suy nghĩ, hay là nó nằm ở dưới những cái giá trị mà bạn nghĩ rằng anh ấy đang đánh giá mình. Có thể nó đã từng ở rất là cao, nhưng từ từ theo năm tháng và có rất là nhiều yếu tố, nó đã vượt xuống dưới cái mức báo động từ lâu lắm rồi. Bây giờ có kết nối lại FaceTime mỗi ngày cũng vô cùng vô nghĩa, khi mà cái mình cần qua FaceTime đâu phải là để nói qua nói lại em ăn gì chưa, anh em làm gì, mà là sự quan tâm một cách thầm lặng. Mà như thế lại chán vô cùng. Em rất sợ về câu chuyện là hàng ngày chúng ta cứ phải hỏi nhau đi hỏi nhau lại những cái câu hỏi mà y chang như ngày hôm trước mình hỏi nhau. Đó chính là cái câu chuyện có cái gì vui nữa đâu mà kết nối. Nó đã giết rất nhiều tình yêu. Mà đã yêu xa mà ngày nào cũng nói một câu chuyện chắc chết. Thật sự như xem bộ phim ngoài, xem đi xem lại. Nhiều khi em cảm thấy tụt mút cực kỳ, bởi vì em tự cảm thấy em bị nhàm chán bản thân em. Lâu lắm rồi mình không được biết thêm về cái này, lâu lắm mình không được biết thêm về kia, lâu lắm mình không được gặp nhiều người để giống như kiểu là khai thông tư tưởng gì đấy. Em luôn luôn có một cái suy nghĩ là khi mà hai người chúng ta đã quyết định ở bên cạnh nhau ấy, thì chính bản thân mình đôi khi còn thấy mâu thuẫn với chính mình, chứ huống chi là cái người bên cạnh mình. Cho nên lúc nào mình sẽ phải làm mới bản thân, cũng như là hiểu hơn về cái người kia để cho cái sự mâu thuẫn nó bớt hơn. Dạ, cảm ơn Phan Mai Hương. Vâng, bằng kinh nghiệm của những cô gái yêu xa fail ơi là fail, yêu gần cũng fail, rất là nhiều lần lên bờ xuống ruộng. Mình thật lòng mong trái tim của bạn sẽ ấm áp lại. Thật ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ở cái nơi mình sống, ở trong căn hộ của mình còn nhiều niềm vui hơn là cái việc chờ một cái tin nhắn reply lại. Ừ, ok, anh biết rồi. Ừ, giữ sức khỏe. Good night, good morning, ok em, xin. Nên liệu bạn có sẵn lòng chọn những niềm vui khác trong lúc chờ đợi cái tín hiệu thật sự hoặc cái câu trả lời thật sự từ cái tình yêu mà bạn cho là tương lai, là cái sự yêu xa có ích của mình hay không, để lựa chọn cho mình những thời gian có ích hơn vì thanh xuân vô cùng ngắn ngủi. Dạ, em đồng ý, em đồng ý. Vì thanh xuân ngắn ngủi, không có thời gian nhiều. Trước 12 giờ tới 1 giờ nãy giờ thì mình có một món quà tặng Hương luôn. Ôi em thích mở quà lắm. Ôi. 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 Sao chị biết em thích nến nhở? Đây, chưa đâu, câu chuyện của nến này còn hấp dẫn hơn. Em thấy là gì không? New York, Paris, thành phố nào em cảm thấy yêu thích hơn? Thật ra thì với New York thì em có nhiều kỷ niệm hơn, nên là em sẽ chọn New York, và em cũng thích màu xanh nữa. Dạ, thật ra cả hai ngọn nến này đều tặng em. Đều tặng em hết, tất nhiên rồi. Và chị nghĩ nó rất là giống em. Yeah. Ở chỗ là thật ra đôi khi á, trông rất là trầm lặng, rất là bí hiểm, nhưng vô cùng ấm áp nó được thắp lên, đúng giống như người phụ nữ mà mạnh mẽ, tức là chỉ cần khơi đúng cái điểm đó thôi. Yeah, họ có thể làm sáng cả một căn nhà, tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng chỉ cần thổi tắt cái ngọn nến của họ là họ lạnh như băng. Và chả có một cái hương thơm nào cả vì chẳng được thắp sáng. Cảm ơn chị. Em thật ra em thì đánh giá rất cao những người nào mà mới lần đầu khi mà mình ngồi trò chuyện gần gũi này mà tặng em nến. Thực sự em cảm thấy rất cảm động. Thứ nhất em thích nến, thứ hai là em cảm thấy nến nó mang lại rất là nhiều điều ấm áp. Và ngày hôm nay thì em cũng đã có một cái buổi trò chuyện rất là ấm áp và thú vị cùng với chị Trinh, và hy vọng rằng chị em cũng sẽ có thể giúp bạn gái ở trong bức thư này một chút gì đó, cũng mang lại cho bạn một chút hơi ấm để bạn có động lực để đi tiếp được cái khoảng thời gian tiếp theo nếu không có cái bạn nam kia. Dạ. Và điều quan trọng thì chắc chắn nè, đó là âm nhạc, nến đều có tác dụng hàn gắn giống như nhau. Yeah.
Nhất là khi mình ở một mình thì hai cái này nó vô cùng đặc biệt. Giống như những bài hát của Hương là giúp chị rất là nhiều. Nên bây giờ Hương có thể tặng lại chị một bài hát không? Hát bài gì nhỉ? Bài gì mà em cảm thấy nó giống với câu chuyện của cô gái này nhất? Chắc là sẽ dành tặng cô gái này một ca khúc mà được anh Nguyễn Duy Anh, là anh Đậu, viết dành tặng em. Sau khi mà cái biến cố của cái câu chuyện của em xảy ra xong thì anh Duy Anh đã viết dành tặng em ca khúc Mai Đây Em Thương Một Chàng Trai. Mai đây em thương một chàng trai. Chợt nhận ra tổn thương trong em đâu nhiều quá. Chuyện đã qua lâu rồi em vẫn nhớ đây thôi, nhưng đã không còn sợ mình còn yêu. Mấy mùa rồi đâu còn là mưa, chuyện xưa đâu khiến em buồn nữa. Hạnh phúc như mây trời vơi mãi không đến nơi, đã quen rồi những lạc lõng chơi vơi. Hôm qua, hôm nay và mai, đường xa còn lắm những trông gai vương trên vai. Chút mơ mong cùng anh. Mai đây em thương một chàng trai, bình yên sẽ đến ấp ôm em mỗi ban mai. Bờ vai mạnh mẽ chung bước em về, lặng lẽ theo những câu thề. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu thì cũng sẽ đi theo cách tình yêu hết. Chúng ta sợ khi nhắc về cái chết nhưng lại chưa thật sự sống ra hồn. Chúng ta sửa soạn máy để chụp ảnh hoàng hôn, rồi sau đó chẳng bao giờ xem lại. Chúng ta tưởng chúng ta là hiện tại, nhưng ngờ đâu là quá khứ lâu rồi. Xưa đâu khiến em buồn nữa. Ngần ấy năm qua rồi em vẫn nhớ đây thôi, nhưng đã không còn sợ mình còn yêu. Hôm qua, hôm nay và mai, đường xa còn lắm những trông gai vương trên vai. Chút mơ mong cùng ai. Mai đây em thương một chàng trai, bình yên sẽ